Hello, xin chào các bạn đang xem kênh Xuân Trường Vlog. Mình là Xuân Trường. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn một em ngựa bạch cái đấy, đang chuẩn bị đi đàn nhá. Đấy, em này mới về khoảng độ hơn một tuần nay rồi. Mình chưa cơ hội để review các bạn xem ngựa. Nhìn này. Vâng. Hello, xin chào các bạn nhé. Trước khi đi về em ngựa này, mình sẽ cũng giới thiệu các bạn bên mình có một số sản phẩm từ ngựa như là thịt ngựa, cao ngựa và xương ngựa bạch và phổi ngựa bạch ngâm mật ong. Đấy. Phổi ngựa bạch ngâm mật ong. Đấy. Và phổi ngựa tươi nữa, bạch tươi nữa nhá. Còn bên mình làm một số dịch vụ như là thịt ngựa này, xay giò nấu cao cho các nhà hàng khách sạn luôn nhá. Đấy. Và ngoài những dịch vụ đấy còn có những cái sản phẩm như là ngựa sinh sản, ngựa thương phẩm và ngựa giống nữa nhá. Đây, trước khi quay chi tiết về em ngựa thì các bạn sẽ xem qua một em ngựa này một lượt nhé, các bạn đang quay. Đấy. Em ngựa này đang chuẩn bị đi đàn nhé. Đấy. Đang đi đàn và lấy được một kỳ rồi, lấy được một lần rồi nhá. Đấy, nhưng chưa biết là được hay không, hôm nọ cho nhảy rồi. Này đang tuổi 18 đôi mươi các bạn ạ, đang thời kỳ rất chi là sung sức, rất đẹp, hiền nhé các bạn nhé. Đây sờ được thoải mái nhé. Đây bạn xem sờ được. Này đi đây đi. Đấy, thấy chưa? Đây. Con này rất chi là pha phê nhá. Cao to đấy, các bạn nhìn xem. Đúng chưa? Cao to. Xinh gái. Em cái. Chân tay mong vo đẹp. Nào. Trước khi đi vào chi tiết ngựa, đây. Mình sẽ quay chi tiết ngựa về phần khoái mặt đây. Về khoái mặt. Đây. Về khoái mặt nhá. Phải đóng giữa trán luôn. Dặn người dặn xe. Đấy, cưỡi được. Đấy, nếu mà làm ngựa cưỡi ngựa cảnh thì càng đẹp luôn. Đấy. Đây về khoái mặt. Còn về khoái xuyên tông. Đây về mạng bên trái ngựa đây thì không khoái nào xuyên tông nhá. Đây, không có khoái nào phạm cả đây, bạn nhìn xem. Rất đẹp. Mình sờ ngựa rất hiền luôn nhá. Đây, cả mạng này luôn. Đấy, đây về mạng bên trái. Về mạng bên phải. Bên phải ngựa đây nhá. Đây. Đấy, không khoái nào phạm cả. Đây. Camera lên nhìn xem. Đấy, không có cái gì cả. Đấy. Về phần cổ, khoái cổ đây, trên tông, trên tim và nghẹn nước thì không có khoái nào nhá, các bạn nhìn xem. Đấy, không có khoái gì cả. Đấy, sạch sẽ luôn. Nếu em ngựa này để làm giống thì tuyệt đẹp luôn nhá. Không có khoái nào phạm. Đấy. Và tiếp theo là về chân tay móng vó. Đây, trên hai móng trước đây, vuông tròn đẹp. Yeah. Và tiếp theo là hai móng sau. Vâng, hai móng sau đây. Đấy, tuyệt đẹp luôn, đấy, trắng cước. Vuông tròn luôn. Bạn không thể chê điểm gì được. Đấy. Về tiếp theo nhá, về chiều cao. Đấy, tôi sẽ đo các bạn về chiều cao nhá. Chiều cao của em này. Vâng, chiều cao em này nhá. Đó. Đây chiều cao đây. Đây chiều cao nhá. Chiều cao của nó là 116. Đấy, một đây nhìn bạn nhìn xem. Đấy, một đây. 116. Ok. Về vòng ngực của nó nhá. Để tôi quay này chi tiết em ngựa để các bạn xem này, để đi mua cái em ngựa nào mà nó mình muốn chiều cao cần nào, hoặc là biết được chiều cao và biết được cái kích thước của nó chính xác, không cần đến nơi xem ngựa nhưng có hình ảnh. Đấy, vòng ngực của nó là 120. Đấy, đây 120 đây. À 121. Đấy, đúng 121 luôn. Đấy, để các bạn biết được những không phải nếu mà muốn xem video phát là biết được chiều cao của nó và biết được cái vòng ngực của nó là to như nào và cao như nào. Các bạn không phải đến nơi đến xem. Về màu lông thì các bạn nhìn đi.
tuyệt đẹp luôn. Và ăn uống, đây các bạn ơi, ăn uống khỏe mạnh. Đấy, tôi dắt ra đây các bạn xem, nhìn xem, đấy, khỏe mạnh luôn nhá. Đấy, dáng đi đây, không phải suy nghĩ về điểm gì cả. Cái này đang lên lứa này, thấy được ngựa khí phát là nó nhổng hết lên đây này. Đấy, các bạn thấy to không, cực to luôn nhá. Đây. Đấy, về phần giá cả ấy, giá cả mình để dưới phần mô tả nhá các bạn nhá. Hoặc là các bạn liên hệ trực tiếp với điện thoại của mình. Đấy, để biết được chi tiết về em ngựa và giá cả em ngựa thì các bạn cứ ấn vào phần mô tả và số điện thoại. Tại vì là một số khách hàng cũng muốn mình đưa giá lên, nhưng mà một số khách hàng thì bảo là không đưa giá lên, nên mình cũng không muốn đưa giá lên để trực tiếp các bạn xem. Vì để bảo mật giá cả cho khách hàng, những người mua sau muốn mua đi bán lại nó dễ. Nên thuận mua vừa bán nó dễ, không phải là đắt hay rẻ, là tùy từ người mua. Các bạn cứ yên tâm, các bạn thấy đẹp đấy, đã đẹp thì đắt mua, mà nó xấu thì rẻ chẳng mua các bạn ạ. Quan điểm mình như thế đấy. Đồng tiền bát gạo nó xứng đáng ở chỗ đấy. Chứ còn thì giờ bảo con người đẹp lắm, nhưng mà có người thì bảo đẹp, có người bảo xấu, cứ ưng là mua thôi, hoặc là ưng là dùng để cưỡi thì cũng thế đấy. Nhiều khi có người thì bảo là đứa này xinh, đứa kia xinh, nhưng mà mấy mắt người khác thì đứa đấy xấu, ví dụ thế. Thì các bạn cứ alo trực tiếp, giá cả hợp lý, thương lượng đấy, hợp lý mua, không phải băn khoăn gì cả đấy. Và trước khi kết thúc video ngựa này nhá, thì bên mình có một số sản phẩm từ ngựa, mình cũng nói lại, mà bên mình có một số sản phẩm từ ngựa như là thịt ngựa, xương ngựa và phổi ngựa tươi luôn đấy. Xương ngựa thì các bạn phổi ngựa bạch ngâm ong thì các bạn bên mình ngâm sẵn có, mà phổi tươi cũng có nhá. Các bạn muốn mua một số lượng nhỏ từ phổi ngựa bạch ngâm ong thì có từ 100ml, 200ml và 500ml, và lọ to nữa thì là 6 lít, 8 lít, 10 lít, mình ngâm sẵn có hết rồi. Các bạn cứ thế thì mang về dùng thôi. Còn nếu các bạn mua phổi tươi thì mình sẽ hướng dẫn cách ngâm. Đấy các bạn nhé. Phổi tươi thì các bạn muốn tin tưởng thì cứ mình thịt ra mình quay video các bạn xem, cứ thế mang về ngâm, hoặc mình lên tận nơi mình ngâm cho các bạn xem. Đấy. Và cả mật ong. Đấy, bên mình có cả mật ong nữa, mật ong rừng và mật ong nhãn. Nhà có luôn nhá, sản xuất luôn. Còn một số nhà hàng khách sạn nữa. Đấy, bên mình cũng phục vụ tận tình luôn. Từ A đến Z. Đấy, từ thịt ngựa xay giò nấu cao, nhà hàng làm cỗ luôn nhá. Từ 1 mâm, 10 mâm và 50 mâm, 100 mâm. Làm hết. Đấy. Các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và cho mình like một chia sẻ để mình có động lực làm thêm nhiều video nữa, để và những cái sản phẩm lan tỏa cho bà con được sản phẩm tốt nhất. Các bạn đến những cái sản phẩm tuyệt vời nhất nhá. Đấy. Và video của mình đến đây kết thúc nhá. Đấy, các bạn hãy đăng ký và nhấn like. Vâng, xin chào và tạm biệt các bạn nhé. Hẹn các bạn những video sau nhé. Ok, xin chào.